Con gái Phương Trinh Jolie được ba mẹ yêu chiều, có khu giải trí riêng. Thời gian qua, gia đình Phương Trinh Jolie, Lý Bình cùng bé Mia nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh con gái cưng. Không chỉ thường xuyên đi du lịch cùng bố mẹ, mà ái nữ còn được đầu tư từng chút, được sắm sửa hàng hiệu không kém cạnh ai, có cả khu giải trí tại gia xịn mịn. Bên cạnh sự chăm sóc của Phương Trinh Jolie, bé Mia cũng được Lý Bình quan tâm, yêu chiều hết mức, không hề có chút cảm giác nào về việc con riêng, con chung, thậm chí còn nhiều lần tự tay sắm sửa trang phục, váy áo cho con gái yêu. Không chỉ thế, nhiều người tinh ý còn nhận ra rằng trong các buổi livestream, Lý Bình cũng có nhiều khoảnh khắc dành cho con gái riêng của vợ. Bên cạnh đó, Mia còn được bố mẹ cho vi vu đến trong nhiều chuyến du lịch sang trọng. Về phía mình, nam diễn viên cũng cho biết bản thân vô cùng yêu thương con gái riêng của vợ. Cô bé cũng không chỉ coi anh là cha dượng. Có một lần Mia làm mình rất hạnh phúc khi bé Mia lên một ứng dụng so sánh người thân trong gia đình. Mia rất vô tư: "Ba ơi, ba chụp với con tấm hình đi, để con coi con với ba giống bao nhiêu." Một đứa trẻ không nghĩ gì tới điều đó. Thì mình nghĩ là nếu như con gái đã nghĩ như vậy thì mình đâu có lý do gì để bận tâm quá về việc con chung hay là con riêng đâu. Ngoài sự yêu thương chăm chút từ phía gia đình, Phương Trinh Jolie cũng cho hay cô hoàn toàn để bé Mia được tự chủ. Người đẹp cũng cho phép con gái cưng được phẫu thuật thẩm mỹ nếu muốn ở thời điểm 18 tuổi. Cô từng trả lời một bình luận trong bài đăng của mình như sau: "Bé đủ 18 tuổi, muốn sữa gì em cho đi sữa, có gì mà phải lo lắng." Có thể thấy bé Mia được yêu thương, chăm bẵm trong môi trường rất tốt. Có bố và mẹ làm nghệ thuật, cô bé được yêu thương, gia đình cởi mở với những sở thích, mong muốn riêng nơi còn trẻ. Bạn nghĩ thế nào về cách thương con của cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.